Anthony xin chào các ông bà, các bác, các cô, các anh chị và mọi người. Đây là buổi lễ chào mừng Giáng sinh kết thúc năm học ở trường của con. Các bố mẹ cũng được mời đến tham dự và mẹ đã ghi lại những video, những bài con biểu diễn đấy.
mọi người vừa có nhìn thấy con ở đâu trong cả một tập thể đông 20-23 học sinh như thế không? Cũng may là mẹ hôm nay cho con mặc áo đỏ cho nên cũng dễ nhận ra nhỉ. Chúc mọi người một Giáng sinh an lành, hạnh phúc, bình an.